Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi thơ mò nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi thơ mò. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu đi thơ mò nào. Anh ngồi nghe chữ xong mình đi vậy. Anh biết mà. Nó chửi cái gì, nó chửi sao mà được không? Sao mà là con nhà cô chửi. Sao lại ai con nhà cô chửi là thế nào? Nên thì em một là chỉ biết là nó cảm ơn em một ngày em đi làm thế không? Nhưng mà tự nhiên đây là mình nghĩ đây, cửa đấy thì là nói luôn. Thế là mày, đấy là mày trêu trêu hay là mày cố tình? Cố tình. Thế là nhà nó làm gì mày, mày sao mày như thế? Đi qua thì ghét gì vậy? Thằng anh nó như thế nào hay thế nào? Thì ghét ghét gì? Ai dạ, bướng phết. Tích được điểm mời. Còn thằng anh nó thì chả biết mẹ thế nhỉ? Anh nó mà giờ học cùng trường. Biết rồi, anh biết rồi. Nhìn hai thằng anh ngẫn ngẫn vậy. Điện anh nhìn anh là một đấm rồi. Ngày xưa anh thích chơi với nó lắm, nhưng mà sau từ khi anh hiểu cái tính của chúng nó, bắt đầu anh chán không thèm chơi với nó nữa. Nhìn chung chung chỉ trâu ngáo ngơ vậy. Chung suốt ngày kể về game. Đợt trước suốt ngày đi trộm Lego với nhau đấy. Đi trộm nhà cô nó. Xuân liệu đấy, nhà cô nhà bác nó. Nhà Vido cũng trộm nhưng mà không dám mất rồi. Chồng ngáo ngửa quá thì anh đeo hình chữ cỡ. Tính trẻ con. Đợt trước suốt ngày bị anh tán, nhưng mà mẹ anh nhà anh có cái tính là kiểu suốt ngày khịa khịa lại con mình. Suốt ngày chê anh không bằng nó. Nó chả có gì lần này luôn, anh nói thẳng luôn. Đúng rồi. Bảo câu là anh không đi chợ nhưng nó không ngon nhưng nó anh chấp chúng nó hai ngón luôn nữa. Mẹ mặc dù anh không bao giờ nấu cơm, không bao giờ anh nấu thức ăn này nọ, anh chấp chúng nó luôn nữa. Anh nhìn người anh biết ngay. Anh nhìn cái học theo ngay. Không cần ai phải dạy. Kiểu những cái nào khó quá thì anh cần phải dạy rồi chứ cần nữa. Anh nhìn thoáng cái anh biết ngay. Nhưng mà anh không chấm chấp, anh không điểm cãi. Anh không chấp gì những cái người ngu. Bảo sao lên hình liên tục. Đừng ấy quá cho nó bị hỏng cái mỡ. Chỉ tính mấy người ngu mê và đi nấu cơm các thứ đó. Không phải, đang bảo là anh không chấp với những người hay cãi. Suốt ngày khen người khác, không con mình thì chả khen, suốt ngày đi bình người khác. Anh không chẳng cãi. Như đây, con kiểu như biết như anh là con của mẹ anh. Anh ví dụ một tháng, lại đi làm, sau về bắt phải đưa tiền cho mẹ. Lại trong khi con nhà người ta thì gặp vui cho con thương hay. Lại anh lại bị hay trêu là kiểu như có cái thằng anh có cái thằng bạn ơi. Cũng béo béo đặt trước anh hay chơi với nó, sau nó kiểu nó trêu anh ơi. Vậy là anh cũng đang có mối nợ với nó. Thì là nó trêu anh đúng rồi. Thì giờ mình đánh nhẹ nó thì nó lại tăng nợ đi sao không ạ? Thế xong nhà anh lại nhìn thấy thế, nhà anh lại bảo là không đánh nhẹ nó thì mẹ to bỏ mẹ nè. Nó béo mà. Nó có phải gầy đâu. Thật. Mẹ nói thế thì sai rồi. Em có cái thằng trên nào. Vậy là anh cũng không cho nó là anh nợ. Nợ thì xong lại nhà lại to chuyện thêm, lại bảo làm gì mà nợ. Làm gì mà ấy, ngày xưa thì vui đi nạp phải phai. Anh nạp phải phai thì anh mới nợ tiền nó. Anh về tiền nó mà. Dạ em thấy cái này. Với lại nó thì cũng có phải là da dày đâu, toàn đi cậy két. Toàn đi cậy két của bố mẹ. Em thì không phải anh đấm hết, anh cho lên mặt thở hết nhỏ. Em cũng bị dâm mới thằng đi cạnh kép. Em chỉ đi cạnh nó tổ chứ chưa cạnh kép. Đây chưa là được đi cạnh kép bao giờ. Mày phải học, mày phải ở cùng với hai anh em nhà ngân giỏi đi ngư mày hiểu được gọi là trẻ trâu với cái chuyện này. Trẻ con vãi nhau à. Mình thằng anh đó. Thằng anh nó đàn vãi, đeo kính nhìn
cứ đặt đặt đặt. Đúng rồi, em thấy thế. Đi cứ cứ khệnh khạng khệnh khạng đặt đặt mãi cái chuyện này. Nghĩ ngáo hết luôn. Lũ mà đói. Ăn 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 thì ăn khỏe. Thế mà người vẫn gầy. Ờ giống hệt em. Ăn đi khỏe. Thằng này béo được mà sao mà mày không béo được nhỉ? Béo được mà. Anh có biết là mốt buổi tối em được ăn những gì không? Ăn gì? Thì ăn cứt ra. Thì em cũng gọi nó đèn nhiều đó vậy. Hôm thì gọi pizza với cả trà sữa. Thế hôm thì lại mì cay. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi tô mò nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tô mò. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu đi tô mò nào. Em phục phòng mình không? Tướng người vừa vừa đi tan gái tốn ấy. Như anh là giờ tôn gái mà đã. Được cái hơi nhiều lông. Nếu mày có tiền từ lông. Có bạn 1 triệu mới 10 triệu rẻ mà mẹ này. Anh đi chỉ lông đồi với cả chỉ lông cọc. Chỉ lông đồi thôi. Lông chân để chỗ này chỉ còn để. Sao lại? Để nó có, nó biết mình là đàn ông. Nhiều thằng nó chê anh là kiểu như hơi lắm lông nhưng mà để còn hơn chúng nó đéo có lông. Kiểu như là mình là kiểu chỗ kiểu người đấy mình là ít lông là quen rồi, nhìn nhiều lông thì nó không quen nên thành ra là nói nhau như thế. Em thấy nhất là nhưng mà có nhiều nước mà người ta kiểu còn tôn trọng người. Ừ đấy. Tôn trọng cái những người mà có râu quai nón như thế này này. Râu quai nón chỗ này. Thế cả lông cảm. Chúng mình thì có nhiều lông tiếng là hơi chê, kiểu như là thằng này nhiều lông thế. Ủa ông này có lông gì ngầu nhỉ? Ừ. Những mày nhìn thả nghiệp lông vô quá nghe. Mày nói ảnh nhỉ? Mày nói ảnh nhỉ? Có thể nếu mà người ta cũng chả tôn trọng để dâu mới. Nhỉ? Không, kiểu như là không phải tôn trọng nhiều lông mà kiểu như là người ta quen nhìn. Nhìn không có lông rồi, giờ nhìn nhiều lông thì nhìn nó kiểu nhìn nó ghê. Chứ không phải là ghét thế này nó. Ui, có móng tay của anh. Một tay đẳng cấp. Đây là vẫn hơi ngắn ấy, ngày xưa để dài nữa. Ngày xưa cho phát lên đến đời. Sợ luôn. Ai cũng bảo cắt đi hay là con gái, nhưng mà phong cách của mình như thế. Em gọi là mua nuôi mãi vẫn đeo vẫn được. Hay cắn hay cắt thì nó gì? Cứ được đến tầm này dài hơn là một ít này. Là nó gãy. Thế này nó bị gãy ngay cái phần ngoài gì. Đây mình mọc, mình đây gọi là mọc bày gọi là móng tay mà làm nó vẫn chả bị gì, làm nó không bị vướng, không bị gãy. Ít bị gãy lắm. Em gần như là không bị vướng gì luôn nhưng mà nó vẫn tự gãy. Cái nó để dài cũng không được. Nhưng mà lúc đấy anh nhớ mày to lắm mà sao giờ nhìn mày hơi gầy gầy. Thật, lúc mà mày vào đấy anh nhìn mày rõ ràng to lắm mà. Cái vụ ấy ấy. Kìa mặc một lũ áo. Một lũ áo à? Ừ đúng rồi, lúc đấy mùa đông, hình như là mùa đông hay sao ấy. Đúng rồi. Gần gần đến mùa đông thì mặc cái áo khoác vào. Nhưng mà anh vẫn mặc áo cổng mà. Em mặc một lũ quần áo. Còn mặc ba cái áo hình như cũng ba cái. Vào đấy anh nhà nó có ngồi đấy không? Hay nhà nó đi đâu? Có một nó một chào của Lệ. Bố nó đéo có nhà. Ông đâu anh chẳng bố nó có nhà chứ. Bố nó đi lại đâu rồi. Thế đó có mẹ nó này. Với cả cô Xuân. Ừ. Hiểu không? Chồng chồng của Lệ. Chú Trăm. Cái giày ông của cô Lệ chúng chú Trăm thật. Mày làm quá mọi người là. Nhưng mà con đấy mà có bệnh hệ gì thì ấy đấy. Con đấy nó chỉ con thì mình cũng xong. Nó chỉ con
anh biết là trên đấy em có thực có gọi là siêu nhiều vụ luôn, không phải một cái vụ đấy. Mày nghĩ cái gì? Siêu nhiều luôn. Nhưng mà nghĩ cái gì? Nhớ kiểu đi đánh trẻ con đó anh. Vài cả trưởng. Để mà trộm cái thứ đó. Chả hiểu cái gì. Xong có cái thằng được, gần gần hết đây. Như vậy video của mình chưa xong. Biến bắt danh. Đây rồi. Cách đây 20 phút. Anh ở quên 20 cơ. Đây rồi. Đấy, thế là sau lúc đấy tìm được hai video của anh. Một video chuyện chia với cả cái video này tan cái con mà nhà anh đấy. Nó bốc phốt lên. Rồi sao anh biết gì không? Cả đăng lên thế thì cả làng biết chứ có phải mỗi sống anh đi đâu. Nó đăng chỗ khác mà. Đấy. Đăng thế lấy thì... ảnh mà em ảnh 4 hay 5 tháng nghe. Đi thật vision rẻ đó ha. Đấy cầm tất đi ba. Không có phóng lọn luôn. Nhưng mà cái vấn đề gì? Đăng đăng cái đấy làm gì? Đăng bốc phốt với cả đấy chứ nó oai. Đăng bốc phốt đây. Em mới kể cho nó oai hơn. Ai đăng? Cái thằng gì, cái là Huy Hoàng ấy. Nó đăng mày kiểu như là thằng này nó hư cái gì? Không, nó đăng mà. Đừng để bố gặp mày. Sau gặp cái gì ấy. Cuối cùng sau. Mà rõ ràng mày chẳng liên quan đến vụ đấy gì. Nó chả liên quan chứ không phải lẽ không liên quan. Nó không liên quan. Thì là sau em bình luận trong video của nó. Cuối cùng tự nhiên hai thằng mà nhắn tin với nhau thảo. Đêm cơm mà. Thế là sau hẹn gặp tới nhau luôn. Chúng mày đánh nhau như thế nào? À, biết nói thì có ba thằng, bọn em thì 12 thằng. Mà tất cầm dao, kiểu mấy con dao thịt cá, gì cá ngớ ấy. Dài 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 đấy, bọn em gặp phát sợ. Sợ, vì nó có 2-3 thằng. Ừ. Đông đông tí thì chúng nó cũng dám gì đấy. Ờ, à, cái tầm 10 đứa là bọn nó cũng dám lên. Ngày xưa anh có bà chị mà đấy quan trường. Quen này quen nọ. Nhưng mà mô tội là anh kiểu anh hiền thôi. Ngày xưa chị anh ăn trời nghịch lắm. Người quen này quen nọ thì mình bảo là bà đấy bà quen tao quen rất tốt sơn này cũng được. Nhưng mà chẳng đợt đấy bà đấy cũng quen quen ở tên Cà Mau ấy này nọ mà ảo vai, nhưng mà giờ bà đấy ít chơi rồi. Tại vì cái nick cũ mất rồi. Cái nick cũ bị hack hay là bị mất rồi. Thế xong từ lúc tặng nick mới là bà đi không không chơi món này nữa.